Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo xin hướng dẫn các bạn đó là chuyển file AutoCAD sang file KMZ, KML để xem trên phần mềm của Google Earth bằng ứng dụng RTK 3.0 mới nhất nha. Rồi bắt đầu ta vào xem AutoCAD luôn. Đây, ta có bắt đầu như thế này. Ta lót ứng dụng lên nha, AB. Rồi, RTK 3.0. Lót lên. Rồi bấm Y, R nè, T nè, Enter nè. Rồi, cái này là của tỉnh Tây Ninh. Thì cái này ta chọn nè, chú ý nè, Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh nè. Nếu này ở Việt Nam thì chọn ở đây, còn này ở Tây Ninh thì ta chọn Tây Ninh nha, chọn đúng Tây Ninh. Đây, đó, bấm OK. Rồi, cái này chọn vô đây nè, rồi bấm xuất nha. Rồi cái này chọn vô Sandbox và cũng được, vô này cũng được nha. Rồi bấm OK, chọn đối tượng, rồi bấm Enter, rồi chọn năng lưu, top, rồi số 3, đó, rồi. Ba nha, Enter. Rồi nó hỏi cái này có mở không hay không? Có, tôi bấm vô có nha. Rồi trực tiếp nó mở luôn cho mình nha. Đây, thấy không? Đây nè, đơn giản vậy đó. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.